là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như sáng trần. Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết chăng. Hôm nay chúng ta qua chương 2, size, vị trí xây dựng và răm đất. Chúng ta qua mục 2.1, một số lệnh và công cụ chuẩn bị. Các bạn mở cái project mà chúng ta học hôm trước lên. Như hôm trước tôi đã nói, khi làm Revit để chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian, thì những gì cái chúng ta đã làm rồi, chúng ta cần lưu lại đó để đồ án sau chúng ta không phải lặp đi lặp lại. Cái đồ án hôm chúng ta học ở chương 1 thì chúng ta đã hiệu chỉnh một số cái. Bây giờ tôi không muốn hiệu chỉnh lại những cái mà chúng ta đã định dạng. Cho nên tôi sẽ biến nó thành một cái template. Cái cách biến nó thành một cái template là các bạn sẽ vào tab Manage. Các bạn chọn công cụ Books Unused để các bạn bật những cái gì không cần thiết đi. Nhưng do đồ án này chúng ta mới bắt đầu cho nên chúng ta không burst. Bước thứ hai là các bạn xóa những cái gì không cần thiết. Chẳng hạn, những thứ tôi vẽ linh tinh trong màn hình đây tôi xóa nó đi. Sau đó tôi qua 3D, tôi kiểm tra còn cái gì nữa không. Bên 3D không còn gì hết. Thì từ phiên bản 2019 nó xuất hiện thêm cái level trong 3D. Đây là cái level các bạn không xóa nó. Khi tôi làm việc với Revit thì cái level này tôi cảm nhận rằng chỉ khi các bạn làm concept bằng Revit thì trong 3D mới cần cái này thôi. Các bạn làm bắt đầu từ giai đoạn thiết kế cơ sở cho đi thì các bạn không cần level trong 3D nữa, nó rối với mình. Cho nên tôi vào tab View, tôi mở VG lên. Trong panel Annotate Carry, tôi tìm một level và tôi ẩn nó đi. Ok, bây giờ chúng ta qua view size. Thì cái view size này á, bản chất thực sự nó là level 1 duplicate lên. Cái view level 1 ta duplicate thành view size này. View size dùng để vẽ những cái thứ liên quan tới vị trí xây dựng, canh đất gì nằm ở trong đây. Các bạn vào trong view size, các bạn sẽ thấy nó có một cái nút màu xanh ở giữa như thế này. Và cái nút màu xanh này thực sự nó có hai cái điểm chồng lên nhau. Các bạn đưa con chuột vào nó, các bạn thấy nó hiện tên là Project Paypoint. Các bạn click vào nó, sau đó các bạn đè chuột trái vào nó, các bạn dời nó ra ngoài. Ở đây có hai cái điểm. Điểm hình tam giác thì nó gọi là Survey Point. Các bạn có thể hình dung đây là cái điểm móc thực tế ngoài công trường. Đây là móc tọa độ ngoài công trường. Còn cái điểm này nó gọi là Project Paypoint. Đây là cái điểm móc của project mình. Hôm trước chúng ta đã dùng công cụ Rotate True North, chúng ta quay cái góc nó 15 độ. Cho nên cái angle to True North nó đang là 345 độ đây. Vậy thì trước khi chúng ta tạo cái template mới, các bạn phải trả nó về 0 độ để cái đồ án mình không bị quay nữa. Sau này mỗi đồ án chúng ta có một cái góc angle to True North khác nhau, cho nên chúng ta trả nó về 0. Hai điểm này các bạn có thể dời nó về trùng với nhau cũng được, hoặc để riêng nhau cũng được, không sao hết. Thì nhớ cái điểm Project Paypoint các bạn có thể để đâu cũng được hết. Riêng cái Survey Point này thì nên để ở mốc 0, 0, 0. Tất cả các tọa độ nó đều là 0, để sau này chúng ta tính toán cho nó dễ. Thì cái câu chuyện về Project Paypoint và Survey Point cũng khá là phức tạp. Cho nên giai đoạn cơ bản này chúng ta chỉ biết là Revit nó có hai cái điểm tọa độ thôi. Khác với AutoCAD là AutoCAD nó chỉ có một tọa độ duy nhất. Sau khi xong, tôi mới chọn file save as. Và bây giờ tôi không save thành một project khác, mà tôi save thành một cái template khác. Tôi click vào save template. Khi chúng ta làm việc chuyên nghiệp thì các bạn sẽ có cái thư viện, thư mục thư viện riêng cho mình. Trong trường hợp các bạn đang làm một cái đồ án nào đó, các bạn cần một cái template riêng, cần cái family riêng, các bạn có thể lưu ở trong cái thư mục số 6 resource này. Trong 6 resource, tôi tạo một cái folder. Tôi đặt tên nó là một template và hai family. Trong một template này, các bạn đặt cái tên cái template cho mình
Đầu tiên chúng ta sẽ đổi ngày tháng năm. Hôm nay là ngày 10 tháng 3, ta sửa là ngày 10. Tiếp tục, phần phía sau đánh là template, và tôi đặt tên cái phiên bản nó là 2020 version 1 để sau này mình phân biệt với version 2. Các bạn lưu ý là đây là cái file template cho nên cái đuôi nó là .rte. Bây giờ tôi đóng cái file lại. Tôi sẽ đi tạo cái project mới. Tôi chọn là new model. Sau đó tôi click browse lên. Bây giờ chúng ta không lấy cái default metric của phần mềm nữa. Nếu lấy nó thì chúng ta phải đi định dạng lại nhiều thứ chúng ta đã định dạng ở chương 1. Tôi vào thư 1 tôi tạo sẵn. Và trong thư 1 06 resource, trong thư 1 template, tôi mở cái template này ra. Các bạn nhớ là chúng ta phải đi new project và chúng ta chọn cái template, chúng ta open nó lên thì chúng ta mới save thành project được. Chứ nếu các bạn đi open cái template thì các bạn chỉ save thành template thôi. Các bạn open nó lên. Rồi ok. Sau đó tôi đi save nó lại. Tôi save vào thư 1 WVIB, thư 1 A Central và tôi chồng lên cái file cũ. Tôi cũng vào option, tôi kiểm tra 3 backup file. Tôi chọn là 3D view, check và regenerate if usage is not up to date. Ok, tôi save. Và tôi replace cái file cũ đi. Có 4 cách để chúng ta khai thác lại những cái định dạng ở những cái đồ án trước đó. Cách thứ nhất là các bạn vừa mới học xong, là cách chúng ta biến cái đồ án trước đó thành cái template. Cách thứ hai là hôm ở chương 1 chúng ta cũng có thực hành một lần, đó là transfer project standard trong tab manage, công cụ transfer project standard, để chúng ta lấy những định dạng của một project khác chúng ta mở song song. Cách thứ ba là các bạn mở hai cái project song song và các bạn có thể dùng cái công cụ Ctrl C và Ctrl V là copy to clipboard để các bạn đem những cái đối tượng ở bên đồ án mà chúng ta muốn lấy về cái đồ án của chúng ta. Cách thứ tư là các bạn không cần phải save template. Sau khi các bạn làm xong cái đồ án, các bạn sẽ save nó thành một cái project khác và các bạn xóa những thứ không cần thiết đi. Các bạn đặt tên nó là đồ án mẫu. Sau này các bạn làm cái đồ án tương tự nó, các bạn mở cái đồ án mẫu lên, các bạn save thành cái đồ án mới của các bạn. Thì trong trường hợp các bạn sử dụng cái cách save thành template và save thành project thì các bạn lưu ý đến cái tính hệ thống của cái công trình. Chẳng hạn các bạn làm xong cái biệt thự, các bạn save thành cái template mẫu hay là cái project mẫu của biệt thự. Các bạn làm một cái công trình công cộng, các bạn save thành template mẫu của công trình công cộng. Vậy thì sau này chúng ta mở đúng ngay cái template đó để chúng ta làm công trình tương tự. Bây giờ tôi qua mục 2.1.1, công cụ Detail Line. Công cụ Detail Line là công cụ 2D, nó nằm trong tab Annotate, đây là Detail Line. Và hôm trước tôi có bảo rằng trong Revit có 3 đường line. Cái đường line thứ hai nó là Model Line. Chúng ta sẽ học hai đường này ở trong cái phần cơ bản. Còn cái đường thứ ba là đường Symbolic Line, chúng ta sẽ học trong phần Family. Đường Model Line và đường Detail Line hoàn toàn giống nhau, cho nên chúng ta chỉ cần học cái đường Detail Line là chúng ta có thể sử dụng được Model Line. Ở bước 1, hình bên tay trái, các bạn click vào công cụ Detail Line để gọi lệnh. Hình ở giữa bước 1, các bạn thấy khu vực Panel Crawl. Ở đây có các cái công cụ để vẽ cái đường line. Kế bên khu vực Panel Crawl là Panel Lifestyle. Khu vực Lifestyle này, các bạn mở mũi tên ra, có nhiều kiểu đường thẳng để chúng ta chọn. Bây giờ tôi qua bước 2. Trong Panel Crawl, mặc định của nó là đường line. Đường line này dùng để vẽ một cái đường thẳng. Các bạn thấy khi các bạn active đường line đi thì nó hiện lên cái màu xanh và các bạn thấy cảm giác như nó lún ở trong màn hình. Ở đây các bạn thấy có các cái option. Đầu tiên là chain. Chain là như thế nào? Tôi vẽ một đường line đầu tiên trong drawing area. Nếu các bạn để chain thì tôi vẽ đường thứ hai. Các bạn thấy nó liên tục với cái đường thứ nhất. Phải escape một lần để hết lần. Các bạn thấy hai đường liên tục với nhau.
Nếu tôi bỏ chen đi thì tôi vẽ đường thứ nhất là nó kết thúc một lần vẽ lại. Nếu tôi muốn vẽ cái đường thứ hai thì tôi phải click vào đầu nó một lần nữa và tôi kéo lên bên trên, tôi click lần thứ hai, tôi escape một lần hết lần. Đó là các thông số chen. Thông số tiếp theo là offset. Nó là một cái khoảng cách cách cái tuyến vẽ do mình định trước. Giả sử tôi muốn vẽ một cái đường line song song với cái đường đã vẽ sẵn này và nó cách cái đường này là 1000, tôi đánh vào 1000. Bây giờ chỗ cái line style tôi đổi thành một cái loại line khác để cho nó có màu khác. Tôi chọn là đường line chứ không là thin line nữa. Tôi sẽ vẽ cái tuyến vẽ nằm ở trên đường cũ. Các bạn thấy cái đường có cái đường màu xanh nó xuất hiện cách cái tuyến vẽ chúng ta là 1000 như thế này. Tôi escape một lần hết lần. Khi tôi vẽ theo chiều này, các bạn thấy nó xuất hiện nằm ở bên trên. Nếu tôi vẽ ngược theo chiều này, các bạn thấy nó xuất hiện nằm ở bên dưới. Cái thông số tiếp theo là thông số radius. Tôi check vào radius. Nó là bán kính bo góc đối với hai cái đường line chúng ta vẽ liên tục. Bây giờ tôi sẽ vẽ đường thứ nhất. Sau đó tôi vẽ đường thứ hai. Các bạn thấy lập tức nó bo một cái góc là 1000. 1000 này là do thông số này chúng ta quyết định. Nếu các bạn bỏ check radius thì nó không bo góc. Vậy thì khi chúng ta có một đường vẽ trước rồi, chúng ta vẽ cái đường tiếp theo nó cũng bo góc cho chúng ta. Này tôi vẽ cái đường nối tiếp cái đường có sẵn. Các bạn thấy nó tự động nó bo góc lại cho mình. Tôi escape hai lần hết lần. Ở bước 2 hình bên tay phải nó có cái công cụ gọi là convert line. Khi các bạn vẽ các cái đường detail line trong level 1 thì do nó là đường 2D cho nên trong cái view 3D các bạn không thấy gì hết. Bây giờ tôi trở về level 1. Tôi click chọn cái đường line vừa mới vẽ ở đây. Ở đây nó xuất hiện công cụ convert line. Convert line là cái gì? Là biến một cái đường detail line thành cái đường model line và ngược lại. Bây giờ tôi click vào convert line. Revit xuất hiện một cái cảnh báo rằng nó đã convert 5 cái đường line. Bây giờ tôi click nút chéo để tắt cảnh báo này đi. 5 đường line này nó đã trở thành cái đường model line. Các bạn qua view 3D, các bạn thấy xuất hiện 5 đường line nằm ở đây. Các bạn nhớ zoom to fit để mới thấy cái đường line này. Tôi trở về view level 1. Thì hai cái đường model line và đường detail line nó hoàn toàn giống nhau. Làm sao để chúng ta phân biệt được đường nào là detail line, đường nào là model line? Cách đầu tiên là các bạn qua 3D, các bạn nhìn đường nào xuất hiện trong 3D thì nó là đường model line. Cách thứ hai là khi các bạn click vào một cái đường line trong property, các bạn nhìn thấy cái mục detail line. Nếu nó không có check thì nó là model line. Bây giờ tôi click một cái đường bên dưới. Các bạn thấy đường này chỗ cái thông số detail line nó có check. Vậy thì nó là đường detail line. Bây giờ tôi qua công cụ tiếp theo. Đó là rectangle. Tôi click chọn công cụ rectangle. Tôi ban màn hình qua bên ngoài nhà. Đây là công cụ vẽ hình chữ nhật. Để vẽ hình chữ nhật, các bạn click một điểm vào màn hình. Sau đó các bạn kéo theo cái đường chéo của nó, các bạn click điểm thứ hai. Sau khi các bạn vẽ một cái hình chữ nhật xong, các bạn sẽ thấy xuất hiện cái measure nó còn treo ở trên đó. Measure này nó sẽ biến mất khi các bạn escape hoặc các bạn làm một cái lệnh khác. Khi làm việc bằng Revit, cái cách để các bạn làm việc nhanh là các bạn vẽ cái hình dáng nó trước, rồi các bạn lợi dụng những cái kích thước tạm measure này để các bạn điều chỉnh cho nó đúng kích thước mình muốn. Sau khi vẽ xong, các bạn đưa con chuột vào ngay cái số nó hiện lên, các bạn click vào nó. Các bạn có thể đánh vào cái số mà các bạn muốn. Công cụ rectangle nó cũng có những cái option như thế này. Nó không có chen bởi vì nó đã là một cái đường khép kín. Nó có thông số offset. Giả sử tôi đánh cái offset nó là 1500. Sau đó tôi vẽ cái tuyến ngay ở trên cái hình chữ nhật cũ. Các bạn thấy cái hình chữ nhật thực sự nó xuất hiện nằm bên ngoài hình chữ nhật cũ và cái khoảng cách xuất hiện của nó là 1500.
Bây giờ tôi để là trừ 1500. Trong lifestyle tôi đổi thành cái đường thin line. Tôi vẽ ngay cái hình chữ nhật cũ ở đây. Các bạn thấy nó xuất hiện nằm bên trong cái tuyến vẽ của mình. Đó là thông số offset. Tôi check vào radius. Radius là dùng để bo góc bốn cạnh của nó. Giả sử tôi muốn bo góc là 1500. Tôi vẽ một cái hình chữ nhật ra như thế này. Lập tức bốn cạnh nó đều được bo góc là 1500.